định. Hôm nay mình cũng đi đến bà xã đi nha các bạn nha. Nay bên tập đoàn FLC mời thì cũng không biết là cái chương trình có những chương trình gì. Thì bây giờ mình đang bắt đầu đi vào trong sảnh nha các bạn nha. Các bạn ơi, đang tại nhà hàng các bạn nha. Nhà hàng Thanh Tùng nha. Các bạn đang đi vào trong phòng các bạn nha. Đặc biệt là phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp thì chắc chắn rồi, chúng ta không thể nào bỏ qua được cái tên FLC, đúng không ạ? Và trải qua suốt các thời gian gần 20 năm hình thành và phát triển của mình, tập đoàn FLC của chúng tôi đã để lại dấu ấn trên khắp giải đất hình chữ S bởi quỹ dự án nghỉ dưỡng 5 sao đồ sộ đẳng cấp tiêu chuẩn quốc tế từ Vĩnh Phúc, Sầm Sơn, Hạ Long, Quy Nhơn cho tới Quảng Bình. Và sắp tới đây thì chúng tôi sẽ cho khởi công xây dựng thêm rất nhiều các khu nghỉ dưỡng khác nữa trải dọc từ Bắc và Nam, có thể kể đến như Gia Lai, Kon Tum, Cần Thơ, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Lý Sơn, Vân Đồn hay là Nghệ An. Và không chỉ dừng lại việc xây dựng các khu resort nghỉ dưỡng 5 sao, tập đoàn FLC của chúng tôi còn được biết đến ở rất nhiều những lĩnh vực hoạt động khác nhau. Và một trong số những lĩnh vực là niềm tự hào chung của cả tập đoàn FLC trong thời gian vừa qua, đó chính là sự ra đời và đi vào hoạt động của hãng không chuyên Việt Bamboo Airways. Và sự ra đời của hãng không Bamboo Airways cũng chính là một lời khẳng định rằng tập đoàn FLC sẽ chắc chắn chiếc giấc mơ du lịch nghỉ dưỡng của hàng triệu người dân Việt Nam. Và ngày hôm nay được có mặt tại đây thì chúng tôi rất mong muốn được nghe nhiều hơn nữa những chia sẻ về những kinh nghiệm đi du lịch của các quý gia đình đến từ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Và trước khi bắt đầu sự kiện ngày hôm nay, cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu, tới tham dự sự kiện ngày hôm nay có sự hiện diện của quý đại biểu các vị khách quý. Về phía tập đoàn FLC và công ty FLC Digicom, cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Hoàng Thông, giám đốc FLC Digicom khu vực phía Nam. Kính thưa quý vị, và để chính thức bắt đầu sự kiện buổi tối ngày hôm nay thì ngay sau đây cho phép tôi xin được trọng kính mời lên sân khấu ông Trần Hoàng Thông, giám đốc FLC Digicom khu vực Việt Nam sẽ lên có đôi lời phát biểu. Xin trọng kính mời ông. Quý gia đình đã có mặt trong buổi sự kiện của chúng tôi buổi tối ngày hôm nay, xin trân trọng cảm ơn ạ. Nhắc đến du lịch, nhắc đến nghỉ dưỡng và đặc biệt hơn nữa là phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, không thể nào bỏ qua cái tên FLC. Nói đến những công trình nghỉ dưỡng của FLC, chúng tôi ít nhiều đã để lại dấu ấn trong các tỉnh thành mà chúng tôi đầu tư. Với phương châm đánh thức các vùng đất tiềm năng, biến vùng lầy sỏi cát thành vàng, FLC đã lựa chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn khác so với các nhà đầu tư từ trước đến đây. Những địa danh mà chúng tôi chọn đầu tư đều là những nơi được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cảnh sắc tuyệt vời. Tính đến thời điểm hiện tại, tập đoàn FLC đã có quần thể nghỉ dưỡng 5 sao trải rộng khắp các tỉnh thành, những thành phố du lịch hàng đầu Việt Nam như Vĩnh Phúc, Sầm Sơn, Hạ Long, Quy Nhơn hay Quảng Bình. Gần đây nhất chúng tôi đã cho khai trương tổ hợp khách sạn với quy mô bậc nhất Việt Nam, FLC Grand Hotel Quy Nhơn nằm trong quần thể FLC Quy Nhơn với hơn 1.500 phòng khách sạn. Trong tương lai, nhiều quần thể du lịch nghỉ dưỡng lớn với quy mô hàng nghìn hectare sẽ xuất hiện dọc các giải đất hình chữ S Việt Nam. Có thể kể đến như Gia Lai, Kon Tum, Đồng Tháp, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Lý Sơn, Vân Đồn, mang đến cho quý vị nhiều sự lựa chọn nghỉ dưỡng hơn nữa. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng resort khách sạn 5 sao, mà FLC còn đầu tư mạnh vào các dịch vụ giải trí cao cấp như du thuyền, trực thăng du lịch. FLC đã xây dựng bến du thuyền tại quần thể FLC Hạ Long và FLC Quy Nhơn và đã đón những chiếc du thuyền siêu sang đầu tiên trị giá 3,5 triệu USD. Trong khoảng thời gian sắp tới sẽ ký kết mua thêm 10 chiếc du thuyền để phục vụ tối đa nhu cầu nghỉ dưỡng của khách du lịch. Một bước tiến vượt bậc của tập đoàn FLC trong khoảng thời gian vừa qua là sự ra đời của hãng hàng không Travel Bamboo Airways với mong muốn phục vụ nhu cầu du lịch ngày càng phát triển của du khách trong nước và quốc tế. Hãng đã tiến hành khai thác 53 đường bay nội địa và 45 đường bay quốc tế với hơn 44.000 số chuyến bay an toàn tuyệt đối. Trong khoảng thời gian vừa qua, Bamboo Airways được bình chọn là hãng có tần suất bay đúng giờ nhiều nhất Việt Nam với 97,2% số chuyến bay đúng giờ tính đến thời điểm hiện tại. Không những thế, Bamboo Airways còn áp dụng
sầm sơn, thành phố biển với những bãi tắm đẹp nhất miền Bắc Trung Bộ. Vĩnh Phúc, thiên đường nghỉ dưỡng xanh của thủ đô. Quy Nhơn, nơi hội tụ những thắng cảnh, điểm đến của văn hóa và ẩm thực Nam Trung Bộ. Hạ Long, thành phố của kỳ quan thiên nhiên được thế giới hai lần xưng tên. Là nơi giao hòa giữa sông Mã Hồng Vĩ và biển sầm sơn thơ mộng, quần thể nghỉ dưỡng SLC sầm sơn Beach & Golf Resort được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan tươi đẹp và vị trí đắc địa tại khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là tổ hợp giải trí và nghỉ dưỡng bốn mùa độc đáo như một bản giao hưởng của cuộc sống, địa điểm lý tưởng để trải nghiệm những thanh âm của cuộc sống đa sắc màu. Nếu như khách sạn SLC Grand Hotel sầm sơn giống như những nút thăng trong một bản nhạc sôi động với vô vàn những tiện ích vui chơi giải trí quanh năm, thì khu nghỉ SLC Luxury Resort sầm sơn lại như nốt nhạc trầm trong một bài hát sâu lắng, mang đến một không gian sống thanh bình bên bờ biển. Rời xa ồn ào phố thị để tìm về chỗ nghỉ dưỡng miền biển yên bình với hơn 80 tiện ích đẳng cấp từ vui chơi, giải trí đến mua sắm ẩm thực, chăm sóc sức khỏe. Khám phá vườn chim nhiệt đới đa dạng, thu chọn cảnh quan vùng biển sầm sơn trong tầm mắt với vòng quay ánh sáng Nest View. Đắm mình trong bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam cùng gần 200 bể bơi nước ngọt trong nhà và ngoài trời. Tận hưởng kỳ nghỉ bằng tất cả các giác quan với Cigar Bar, hệ thống nhà hàng spa sang trọng và sân golf 18 hố dọc links đẳng cấp. Chỉ cách Hà Nội chưa đầy 1 giờ lái xe, tách biệt với những ồn ào nắng nhiều của phố thị, SLC Luxury Resort Vĩnh Phúc là nơi giao thoa giữa những nét kiến trúc hoàng gia sang trọng và phong cách sống thanh bình trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Đủ gần thủ đô để tận hưởng mọi tiện ích hiện đại, đủ xa để thay đổi một không khí thiên nhiên trong lành giữa không gian xanh mát ngút ngàn. Không nghĩ gợi cho du khách nhớ về một miền ký ức yên bình và đầy ắp hoài niệm với không gian cỏ cây thoáng đạt, đậm chất thơ và những cao nguyên cơ lâu thơ mộng nét mình dưới bóng cây xanh. Nông trang xanh SLC Eco Farm với tổng diện tích lên tới 10 hecta cho đón du khách tham gia những chương trình trải nghiệm sống động, hấp dẫn và gần gũi thiên nhiên. Không gian nghỉ dưỡng này đã mang đến cho miền Bắc Việt Nam một tổ hợp công trình ấn tượng bậc nhất với nguồn cảm hứng bất tận từ những đặc trưng của đồng bằng châu thổ. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ và nguyên sơ của eo gió tại SLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, tọa lạc tại bãi biển Nhơn Lý, Cát Tiến, nơi ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Đây được mệnh danh là một thiên đường biển đảo vừa thức giấc, mang đến cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo. Hệ thống Nature Spa lấy cảm hứng từ ốc An Phủ là sự kết hợp tinh hoa của đất trời Quy Nhơn và nền văn hóa chăn xưa. Thỏa sức tranh tài tại FLC Darlings Quy Nhơn, sân góp bằng 6 hố top 3 châu Á Thái Bình Dương năm 2016, một sân góp ven biển đúng nghĩa, nơi mỗi hố góp là một tuyệt tác. Khám phá sự độc đáo của đại dương với câu lạc bộ sư tử biển và nhiều hoạt động ngoài trời kỳ thú. Thế giới động vật muôn màu tại công